số Việt Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video số Việt Radio góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ sau đó ấn vào chuông là quý vị và bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất em hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn và video ngày hôm nay em hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một siêu phẩm Canada đến từ thương hiệu Lacman Lacman L590 AX Mark 2 đây là một trong những chiếc âm ly tích hợp chạy mạch Glass A cao cấp hàng đầu đến từ thương hiệu Lockman và Lockman 590 AX Mark 2 là phiên bản nâng cấp từ phiên bản Lockman L590 A L590 AX và đây là một chiếc âm ly hoàn thiện từ những phiên bản trước nó cho chất lượng thanh cực kỳ ấn tượng cũng như hình thức thiết kế và mọi góc nhìn đều cho chúng ta một cái nhìn ấn tượng vừa mang phong cách classic nhưng cũng không kém phần hiện đại với lớp sơn màu sliver cực kỳ hiện đại và trẻ trung có thể phối kết hợp cùng nhiều không gian trưng bày và đặc biệt tôi chiếc đi này kết hợp cùng những dòng loa đến từ châu Âu hoặc những dòng loa JBL thì tạo ra một combo nghe hay và bày đẹp cho quý vị và bạn chơi và trải nghiệm Lắc L590AX thì vẫn sử dụng hai cái tinh chỉnh được cnc mà và mạ chrome cực kỳ sáng cùng hệ thống núp tinh uh, chỉnh ở phía dưới điều chỉnh được uh, phay uh, nhìn rất góc cạnh và khỏe khoắn cũng như là hai vu đồng hồ lớn ở chính giữa dòng phiên bản chạy clada thì nó sẽ có đen màu vàng và chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy sản phẩm ngày hôm nay là một sản phẩm nguyên thùng xốp về tại vị radio và tình trạng xuất sắc về từ Nhật Bản và đây là một sản phẩm em mua trực tiếp từ siêu thị vì vậy nên chất lượng cũng như hình thức rất là đẹp để anh em chơi và trải nghiệm sau đây em xin quay về chi tiết của sản phẩm này đầu tiên anh em có thể quan sát về bề mặt phía trước của chiếc âm ni Lockman l 590 ax này chiếc âm này đang được bán mới trên thị trường với mức giá cao ngất ngưỡng trên 200 triệu đồng Tuy nhiên chỉ bỏ ra chưa tới 50% giá sách Quý vị và bạn đã sở hữu chiếc âm ly lắc men L590AX mã 2 chạy điện 100V Và là sản phẩm lineu New Cũng gần như là chưa sử dụng Anh em có thể quan sát thấy hình thức của em nó Bề mặt phía trước không hề có một gợn nhỏ Dù là nhỏ nhất lông mèo lông chuột Nó rất là đẹp, rất là sáng Cực kỳ phù hợp để anh em chơi và sưu tầm ở hai bên uh, thì chúng ta sẽ có hai cái ốp hồi bằng nhôm nguyên khối và phía trên là một tấm nhôm được phay xước rất là đẹp hệ thống uh, thiết kế của chiếc âm um ly này sẽ là một chiếc âm um ly được sử dụng uh, hệ khung là khung uh, cơ bản bằng nhôm giúp ổn định và giúp uh, trọng lượng nó không hề quá nặng nhưng chất lượng âm thanh vẫn được đảm bảo và luôn cho anh em được chất lượng âm thanh cực kỳ tốt và cực kỳ ấn tượng ở phía sau anh em có thể quan sát thấy tất cả nút đậy rồi xe còn đầy đủ và hai đường kết nối input ba lăng ở đây cũng như hệ thống cọc loa cao cấp wbt đến từ thương hiệu uh, lắc men sử dụng cực kỳ hay và cực kỳ ấn tượng như quý vị và các bạn nếu sử dụng mà siết quá mạnh hoặc uh, sử dụng uh, kìm hoặc tác động vật lý bên ngoài thì sẽ rất dễ vỡ cái uh, lớp uh, mek bảo vệ trong suốt ở phía bên ngoài này tuy nhiên chiếc này thì đang được sử dụng rất giữ gìn và nếu quý vị và bạn sử dụng thì em vẫn khuyến khích quý vị và bạn sử dụng là đường bắt chuối rất tiện lợi chúng ta chỉ việc cắm rút đơn giản ở đây thôi uh, giúp thiết bị bền bỉ và hoạt động trơn tru hoàn hảo nhất chiếc này đương nhiên là được sản xuất tại Japan và hàng về đầy đủ phụ kiện chính hãng đi kèm theo máy và nếu anh em có điều kiện thì có thể nâng cấp dễ dàng uh, dây nguồn lên một hệ thống dây nguồn cao cấp và hiện đại và chiếc âm này đang có sẵn hàng tại Việt Radio với mức giá chỉ 110 triệu đồng và đó là mức giá tham khảo thôi còn nếu có mức giá tốt hơn, yêu thương hơn thì xin mời quý vị và bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua số em trải nghiệm tại Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Việt Trường Audio Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phương ghép, xin mời comment ở phía dưới phần bình luận. Em sẽ trả lời ngay ở mục comment luôn trong thời gian nhanh nhất gửi tới quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn